Thưa quý vị, thưa các bạn, với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu ôn hòa, với các chủng loại rau củ quả của tỉnh Lâm Đồng luôn có giá trị cao và chất lượng, chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu kinh tế địa phương. Với lợi thế cạnh tranh cách biệt này, việc phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng có thế mạnh của tỉnh được các ngành các cấp xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần nâng cao giá trị sức cạnh tranh trên thị trường. Huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng với chất đất ba gian màu mỡ, có tiểu vùng thời tiết khí hậu rất thích hợp đối với các loại cây công nghiệp dài ngày, đặc biệt là cây cà phê. Có mặt từ những năm 80 của thế kỷ trước, trải qua quá trình phát triển với bao phen thăng trầm, ngày nay cây cà phê đã định hình thế đứng và trở thành một trong những mũi nhọn kinh tế hàng hóa quan trọng của địa phương. Hiện nay toàn bộ huyện có trên 41.000 hectare cà phê, trong đó cà phê đang thu hoạch xấp xỉ 40.000 hectare và 1.790 hectare cà phê tái canh theo đề án của chính phủ. Với năng suất bình quân khoảng 3 tấn nhân trên 1 hectare, sản lượng cà phê hàng năm ở Di Linh đạt khoảng 123.000 tấn, giá trị xuất khẩu hàng năm ước tính đạt 9 triệu đô la Mỹ. Đứng trước những thách thức của thực tiễn, việc xây dựng và cấp nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm cà phê Di Linh là sự cam kết mạnh mẽ của thương hiệu, một loại đặc sản địa phương trên lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. Mong mỏi ấy của người nông dân địa phương đã nhanh chóng được cơ quan quản lý nhà nước tiếp sức. Quyết định số 27 ngày 9 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm cà phê Di Linh được xem là bước đột phá quan trọng để người trồng cà phê và các cơ sở chế biến cà phê ở Di Linh rộng đường sản xuất. Chứng nhận sản phẩm cà phê Di Linh được ban hành không chỉ là cam kết của các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất và cơ quan quản lý, mà còn khẳng định uy tín, chất lượng đối với sản phẩm cà phê được sản xuất tại khu vực Di Linh, góp phần thúc đẩy mở rộng thị trường, nâng cao lợi nhuận, giảm thiểu các rủi ro cho doanh nghiệp. Hàng năm thì cứ theo kế hoạch của hợp tác xã thì nông dân sẽ làm hợp đồng với hợp tác xã và hợp tác xã sẽ cung ứng cho nông dân dịch vụ đầu vào là gồm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và sẽ thu mua sản phẩm của nông dân. Thì hàng năm hợp tác xã cung ứng cho nông dân tương ứng với khoảng cỡ 400-500 tấn phân và thu mua cà phê của nông dân khoảng từ 240-260 tấn trên một năm, và cái sản phẩm 240-260 tấn này là toàn là sản phẩm cà phê sạch được nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn 4C. Đó là sản xuất cà phê sạch theo hướng bền vững. Để được công nhận nhãn hiệu sản phẩm cho các loại mặt hàng nông sản địa phương là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ từ xuất phát điểm của nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà quản lý đến nhà khoa học. Cơ hội ấy không phải địa phương nào cũng nắm được. Thậm chí ngay cả với những địa phương đã được cấp giấy chứng nhận sản phẩm nông sản, việc quản lý phát huy giá trị của chứng nhận thương hiệu cũng đặt ra khá nhiều những vấn đề nan giải. Cái việc mà xem xét đưa vào cái chương trình tuyên truyền sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp tài sản trí tuệ để mà nhằm tuyên truyền quảng bá trong nước và đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ trên các cái thị trường xuất khẩu trọng điểm cho sản phẩm cà phê Di Linh là một cái điều hết sức cần thiết. Nên chúng cũng mong là sẽ có cái sự quan tâm này đối với cục sở hữu trí tuệ. Thứ hai nữa là có cái chủ trương là cho gắn cái nhãn hiệu cà phê Di Linh vào sản phẩm cà phê bồ mà các hộ sản xuất kinh doanh cà phê đã cho ra sản phẩm theo quy trình chuẩn, thì như vậy mới tạo được cái động lực cho các cái hộ sản xuất kinh doanh cà phê là mạnh dạn đăng ký cái nhãn hiệu cà phê Di Linh vào đây. Bảo hộ quyền sở hữu nhãn hiệu xuất xứ những loại nông sản đặc thù đã cho thấy tiềm năng thế mạnh cũng như giá trị của các mặt hàng nông sản này. Nhưng để những chứng nhận nhãn hiệu sản phẩm này phát huy hết giá trị vốn có, đưa các sản phẩm nông sản đặc thù của địa phương vươn xa trên thị trường thì không đơn giản chỉ là việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu nhãn hiệu mà cần có một quy hoạch phát triển dài hạn. Đây là trách nhiệm không chỉ riêng của một địa phương, một cấp hay một ngành nào mà là vấn đề cần được cả hệ thống chính trị chung tay góp sức.